Đại tướng Phùng Quang Thanh, sinh năm 1949 tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, nay huyện Mê Linh thuộc thành phố Hà Nội, được sinh trưởng trong một gia đình yêu nước, giàu truyền thống cách mạng và nhất là ở quê hương của những vị anh hùng dân tộc. Đây chính là nguồn động lực, sức mạnh tinh thần to lớn giúp Đại tướng Phùng Quang Thanh phấn đấu trở thành một trong những vị tướng có tài thao lược của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sinh ra và lớn lên ở quê hương của Hai Bà Trưng. Mỗi lần về thăm quê, Đại tướng Phùng Quang Thanh đều tới Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thạch Đà để thắp nén tâm hương và đứng lặng hồi lâu trước ngôi mộ người cha thân yêu của mình, Liệt sĩ Phùng Quang Sức, và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ để thêm thấu hiểu giá trị của hòa bình. Quê hương tôi thì cũng lại là một cái quê hương mà có truyền thống cách mạng. Rất nhiều đồng chí là hy sinh trong kháng chiến hay chống thực dân Pháp, chống Mỹ cứu nước. Nó có một cái động lực, nó thôi thúc đấy là mình tham gia vào để phát huy cái truyền thống của quê hương. Di tích lịch sử Bia Chiến thắng Mai Khê. Nơi đây, liệt sĩ Phùng Quang Sức, phụ thân của Đại tướng Phùng Quang Thanh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Đại tướng mồ côi cha từ thuở còn thơ, mà cho đến bây giờ, nhiều thầy cô giáo từng giảng dạy ở trường tiểu học xã Thạch Đà, trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái vẫn còn ấn tượng về cậu bé Phùng Quang Thanh của trước. Tôi cũng đã viết theo lời kể của cô giáo chủ nhiệm là cô Nguyễn Thị Lai. Thì phải nói là Quang Thanh rất là chăm chỉ học tập, nhưng mà hoàn cảnh gia đình thì nghèo vô cùng, cho nên cũng gặp nhiều khó khăn. Cô giáo đã từng phải mang sách vở đến để mà động viên tinh thần học tập của anh Thanh. Thời kỳ chúng tôi là thời kỳ mà vừa học nhưng mà vừa làm ruộng ấy. Thì vừa học nhưng mà vừa phải đào hào giao thông. Thế rồi đi học nhưng mà đội mũ rơm. Là người con của quê hương Hai Bà Trưng, Đại tướng Phùng Quang Thanh sớm hun đúc tinh thần yêu nước. Ông là con duy nhất của gia đình liệt sĩ cách mạng được miễn đi bộ đội, nhưng ông quyết tâm tình nguyện viết đơn xung phong nhập ngũ năm 1967 vào chiến trường Quảng Trị. Tôi có vào là trình bày với đồng chí Thi là xã đội trưởng lúc bây giờ, đồng chí Bản lúc đấy là thượng úy huyện đội trưởng của huyện Yên Lãng, là trình bày là xin đi bộ đội. Thì các đồng chí có nói là cháu là thuộc cái diện là con độc nhất của liệt sĩ, là được ưu tiên nên không phải đi bộ đội. Thế còn nếu trường hợp mà cháu có nguyện vọng là đi bộ đội thì phải làm đơn, nhưng mà phải làm hai đơn, một cái là gửi cho huyện đội, một cái là xã đội trưởng giữ. Đấy, và sau đó thì sẽ được khám sức khỏe và đi bộ đội. Sinh ra và lớn lên từ quê hương của những người anh hùng dân tộc, người lính trẻ Phùng Quang Thanh đã chiến đấu anh dũng, lập nhiều chiến công và trở thành dũng sĩ quyết thắng, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 22 tuổi.